Người đàn ông đang cầm con dao đâm heo này là thám tử. Nói chính xác, ông là một thám tử điên vãi ra. Cách phá án của ông rất kỳ lạ, nhưng lại rất chuẩn, không cần chỉnh. Tự nhét mình vào vali, để người ta đá từ trên lầu xuống, giống như nạn nhân vậy. Đợi đến khi ông lết ra ngoài, ông đã biết hung thủ là ai rồi. Và điểm tuyệt vời của vị thám tử này chính là ông có thể nhìn thấy con quỷ bên trong của mỗi người. Trong một tiệm tạp hóa nhỏ, có một cô bé học cấp 2 đang cầm một thỏi son. Kế bên cô bé có một bà chị tóc đỏ. Bà chị cứ liên tục lải nhải, trộm đi, trộm đi. Bạn bè cưng ai cũng có cả rồi. Thám tử hét lớn vào mặt bà chị đó, đuổi bà hai tóc đỏ đó đi. Nhưng trong mắt những người khác, bên đó chỉ có một cô bé học sinh. Đúng thế, bà chị đó chính là con quỷ trong tim cô bé. Đây chính là năng lực của vị thám tử. Từ những con quỷ trong tim người khác, ông ta khám phá được những góc khuất trong lòng mỗi người. Đây là bộ phim Thám Tử Điên kinh điển của Đỗ Kỳ Phong, quay từ năm 2006. Cho đến nay, kết cục của nó vẫn được mọi người bàn luận không ngừng, tranh luận không ngừng nghỉ. Bởi vì vấn đề về thần kinh, vị thám tử đã sớm bị cảnh sát đuổi việc. Nhưng một ngày kia, một vị cảnh sát họ Hà đến tìm ông ấy. Hóa ra ông ta đang giải quyết một vụ án hóc búa, bởi vì đã từng thấy bản lĩnh của vị thám tử, muốn cầu cứu ông ấy. Lúc này, vợ của thám tử xông ra đuổi Hà đi. Vị thám tử bắt đầu giằng co với bà ấy, nhưng trong mắt Hà, vị thám tử đang đứng múa may quay cuồng một mình như người dở hơi, trông rất kinh dị. Hóa ra người vợ này là con quỷ trong tim thám tử. Sự giằng co này thực chất là sự đấu tranh trong tim của ông. Cuối cùng, vị thám tử cô độc cũng quyết định quay trở lại, cùng cảnh sát Hà quay về tổ trọng án. Họ đang điều tra một vụ án mất tích của một viên cảnh sát. Năm ngoái, hai viên cảnh sát chạy vào rừng đuổi theo hung thủ, chỉ có một người thoát ra, người còn lại đã mất tích. Nhưng kể từ đó, khẩu súng của anh ta đã được dùng để đi cướp bóc ở khắp mọi nơi, còn giết chết 4 người. Trong lúc Hà đang nói về vụ án, vị thám tử nghe thấy có tiếng phụ nữ mắng chửi mình. Bị điên à, tự nhiên tìm thằng ngốc đến giúp. Ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng chua ngoa. Đúng thế, cô ta chính là một con quỷ trong tim một số nhân viên cảnh sát đang ngồi ở đây. Vị thám tử đứng lên, bước đến trước mặt của một người trông có vẻ rất giống người tốt. Thế nhưng thứ ông ấy nhìn thấy là, sao nào, mày đánh à? Trong mắt những người khác, tự nhiên ông ấy vô cớ đánh một đồng nghiệp nam. Ai mà tin được ông chỉ đang chống lại sự hoài nghi trong tim của đối phương thôi chứ. Thám tử và cảnh sát Hà bắt đầu điều tra. Những người có liên quan đến vụ án cũng chính là người bạn đồng hành của viên cảnh sát đã mất tích. Năm ngoái khi bị điều tra, nói mình với người kia đã lạc nhau ở trong rừng. Anh ta nghi ngờ bạn mình đã bị mấy tên du côn giết chết, nhưng anh ta không tìm được đám người đó, nên chỉ đành ra ngoài một mình. Anh ta đã xóa bỏ được nghi ngờ của mình, nhưng vị thám tử cảm thấy anh ta có vấn đề, nên dẫn Hà đi theo dõi. Trong tim mỗi người thường chỉ có 1 đến 2 con quỷ. Nhưng tên nghi phạm này ngầu vãi chưởng, trong tim hắn có tới 7 con quỷ, một con nữ quỷ làm boss theo sau là 6 con quỷ khác, thám tử tự mình đi theo. Tên nghi phạm cảm thấy mình bị theo dõi, 7 con quỷ đồng thời xoay người lại như vũ đoàn bước nhảy, nhìn thám tử giả vờ không nhìn thấy bọn chúng, bước ngang qua, và nghi phạm lập tức đổi hướng, rẽ vào một quán ăn, anh ta ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Kẻ gọi món ăn lại chính là con quỷ mập trong tim anh ta. Hắn gọi cả bàn đồ ăn, ăn không ngừng nghỉ. Con quỷ này tượng trưng cho dục vọng của anh ta. Cảnh sát Hà xuất hiện nói chuyện với anh ta. Con quỷ mập trong tim nghi phạm cực kỳ sợ hãi, cả người chảy mồ hôi hột. Nhưng đúng lúc này, nữ quỷ xuất hiện. Tay cô ta trấn an con quỷ mập một mũi này. Sau đó mọi thứ do cô ta tiếp lời. Nữ quỷ nắm rõ tâm trạng người khác, dăm đôi ba câu đã có thể ứng phó với những câu hỏi của Hà. Có lẽ cô ta tượng trưng cho sự nguy biện của nghi phạm. Sau đó nghi phạm vào phòng vệ sinh. Lúc này thám tử cũng bước vào theo. Ông ấy đứng bên cạnh nghi phạm, tè vào người hắn. Đầu tiên tên nghi phạm đã lạc lối trong khu rừng này 18 tháng rồi, cũng đã quên mất bản thân là ai. Thật đáng tiếc, thám tử không thể cứu lấy con quỷ bị lạc này, bởi vì cơ thể của nghi phạm đã bị tà ác lấp đầy, không thể tìm lại bản tính nữa rồi. Không lâu sau, cảnh sát Hà chui ra từ dưới hố đó, không biết vị thám tử đi đâu. Cậu ấy tức giận xông đến nhà của ông, không ngờ lại gặp vợ của ông ở đây. Người phụ nữ đó nói sự thật về việc thám tử cho Hà biết. Hóa ra vị thám tử là chồng cũ của cô ta, bị mắc bệnh rối loạn tinh thần, nhưng đã nửa năm rồi chưa đi khám.
Lúc này, Hà bắt đầu nghi ngờ năng lực của thám tử. Mặt khác, vị thám tử vẫn tiếp tục chìm đắm trong việc điều tra vụ án. Ông đến sở cảnh sát của hung thủ, cưỡng chế mở tủ của hắn ra, phát hiện ra âm mưu của hung thủ là muốn đổ tội cho Naresama. Ông dần dần tiếp cận với sự thật, chỉ thiếu một bước cuối cùng, đó chính là trải nghiệm cái chết của nạn nhân. Thám tử quay lại khu rừng một lần nữa, bắt đầu tự chôn sống chính mình. Khi đất cát lấp đầy, cuối cùng ông cũng cảm nhận được suy nghĩ sau cùng của nạn nhân. Chân tướng thực sự của vụ án cũng xuất hiện trong đầu của ông. Hôm đó, hung thủ và người cộng tác cùng chạy vào rừng bắt người. Khẩu súng của hung thủ không cẩn thận để bị mất. Người cộng tác khăng khăng đòi báo cáo, hung thủ sắp thăng chức, không thể có vết nhơ nào. Trong tim hắn ta bỗng tách ra một con quỷ bạo lực, một nhát giết chết người cộng tác với mình, sau đó cướp lấy súng của anh ta. Hung thủ còn thả Naresama, tên đã nhặt được súng của hắn đi, bởi vì hắn muốn đổ cái chết của người cộng tác lên đầu anh ta. Kể từ lúc đó, hung thủ lấy súng đi khắp nơi cướp bóc và giết người, đều có thể đổ tội cho Naresama. Chân tướng đã được làm rõ. Thám tử chui lên từ trong đất, ở một nơi khác, trong sở cảnh sát. Khi ý thức được vị thám tử đang đuổi theo hung thủ là hắn, hắn dùng nữ quỷ, kẻ tượng trưng cho âm mưu của mình, phá mật mã máy tính của cấp trên, đổi mã số khẩu súng và người cộng tác với mình. Hung thủ tiếp tục đổ tội cho Naresama, chạy đến nhà anh ta, quăng hết chứng cứ cướp bóc, giết người ở đó, và để cả tấm thẻ có dính máu của người cộng tác của mình lại. Tiếp đó, hắn gọi điện báo cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đến nơi này, ăn già ngõ hẹp. Cảnh sát Hà và hung thủ gặp mặt nhau, cậu ấy liền bị hung thủ khống chế. Có điều hung thủ vốn muốn tìm súng của cậu ấy, nhưng may mắn là súng của cậu ấy đã sớm bị thám tử cầm đi rồi. Tên hung thủ không đạt được thứ mình muốn, chỉ có thể tức giận bỏ đi. Thám tử vội vàng chạy tới, nhưng ông ấy không thấy Hà đâu. Ở chỗ của Hà, ông nhìn thấy một cậu bé, hóa ra trong trận uy hiếp sống chết lúc nãy, trong tim Hà xuất hiện con quỷ đầu tiên của cậu ấy, một đứa trẻ sợ hãi yếu đuối. Vị thám tử xuống xe chửi cậu ấy, đừng có làm loạn, nhưng ông ấy đã không thể đuổi con quỷ này đi được. Một khi con quỷ trong tim xuất hiện rồi sẽ rất khó biến mất. Cảnh sát Hà không tin vị thám tử nữa, thế nên ông ấy bỏ đi, vẫn cầm theo khẩu súng của Hà. Hà rất sợ, thế nên cậu ấy đi tìm đồng nghiệp cũng là bạn gái mình. Cậu ấy muốn báo cáo với cấp trên, nhưng lại bị bạn gái ngăn lại. Bởi vì cậu ấy sắp được thăng chức rồi, nếu làm vậy sẽ có vết nhơ. Thế nên Hà mượn súng của bạn gái mình, tự đi đến sở cảnh sát của hung thủ, một đòn khống chế hắn. Sau đó so sánh mã số trên khẩu súng của hắn, nhưng hung thủ đã thay đổi mã số trên súng của hắn và nạn nhân từ lâu rồi, thế nên Hà không phát hiện ra điểm khả nghi. Cảnh sát Hà vụng vỡ rồi. Lúc này hung thủ nói, hay là đi bắt Naresama với tôi đi. Hà đồng ý, thế là hai người lái xe xuất phát. Trên xe xuất hiện khung cảnh thế này, bảy con quỷ dữ dằn nhìn chằm chằm vào một con quỷ nhỏ bé. Đây chính là mối quan hệ giữa Hà và hung thủ, ai sẽ sống, ai sẽ chết, ai sẽ nắm vững quyền kiểm soát, cuộc đời của ai không lâu sau sẽ rõ ràng. Và vị thám tử ở phía sau vẫn quan sát tất cả. Ông ấy muốn cứu Hà. Ngay trong thang máy, Hà nhận được tin nhắn của vị thám tử. Cẩn thận, hung thủ giết Naresama xong sẽ giết cậu để diệt khẩu đấy. Cảnh sát Hà ngu ngốc còn đưa đoạn tin nhắn cho hung thủ xem, khiến hắn nở một nụ cười kinh dị. Hai người cảnh sát bắt đầu đuổi bắt Naresama, còn vị thám tử thì đuổi bắt hung thủ. Sau một trận chiến súng, hung thủ dưng súng vào Naresama, vị thám tử chỉ súng vào hung thủ, còn Hà thì lại nhắm vào thám tử. Chuyện này đã tạo nên một bố cục, mà Hà lại là người duy nhất hiện tại có thể phá vỡ được bố cục này. Vị thám tử nhắc lại sự thật một lần nữa, hung thủ lại phát ra âm thanh dụ dỗ, làm cảnh sát Hà mơ hồ. Hung thủ nổ súng bắn Naresama, Hà cũng nổ súng bắn vào vị thám tử, và cuối cùng hung thủ đã lộ bộ mặt thật, nổ súng bắn vào Hà, nhưng vẫn chưa kịp giết, hắn đã bị thám tử chưa chết bắn cho một phát. Cảnh sát Hà trợn mắt nhìn thám tử và hung thủ bắn và giết chết lẫn nhau. Trước khi chết, vị thám tử quay lại nhìn Hà, ông ấy bất ngờ và đầy đau khổ khi nhìn thấy bên cạnh Hà xuất hiện con quỷ thứ hai, một con nữ quỷ. Nữ quỷ bước đến bên Hà và nói, chúng ta phá án rồi, tiếp theo phải làm sao để loại bỏ sự hoài nghi thôi. Vị thám tử gục xuống và chết, còn Hà thì bắt đầu đổi vị trí của từng khẩu súng của từng người. Sau khi đổi súng xong sẽ là một câu chuyện thế nào nữa đây? Ba lần đổi súng cho đến khi màn hình tối đen. Đây là cái kết khiến mọi người bàn luận không dứt của thám tử điên. Người ta bàn tán rằng mỗi lần cậu ta đổi súng sẽ khiến cho câu chuyện cậu ta chế ra thay đổi thế nào, liệu có khiến cậu ta thoát khỏi sự hoài nghi hay không. Trong tim mỗi người đều có quỷ, nó thường liên quan đến dục vọng và sự đau khổ của chúng ta. Quỷ luôn dùng cái cớ giúp bạn để kéo bạn xuống vực sâu, thế nên nếu muốn giữ vững trái tim ban đầu, xin hãy để một vị thám tử sống trong trái tim bạn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem. Hãy nhớ like, chia sẻ, follow kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.